Thưa quý vị, ngày 1 tháng 7, Công an tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu tổ chức hội nghị biểu dương gia đình công an tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc và tuyên dương con của cán bộ chiến sĩ đạt thành tích xuất sắc trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp năm học 2021-2022. Đồng chí Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh chủ trì hội nghị. Đây là lần thứ 10 Công an tỉnh tổ chức hội nghị tuyên dương cho các gia đình cán bộ chiến sĩ công an tiêu biểu, các cháu học sinh đạt thành tích cao trong học tập. Tại hội nghị, 26 gia đình công an tiêu biểu nhất và 18 cháu học sinh đạt thành tích xuất sắc trong học tập và các kỳ thi học sinh giỏi các cấp đã được biểu dương, tôn vinh là những tấm gương sáng trong học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng gia đình hạnh phúc, góp phần thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục đời sống gia đình. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Đại tá Trần Thị Kim Phụng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh đã tuyên dương các gia đình cán bộ chiến sĩ tiêu biểu và các cháu học sinh giỏi. Đồng thời chỉ đạo công an các đơn vị địa phương cần tổ chức nhiều hơn nữa các hoạt động ý nghĩa và thiết thực, quan tâm chia sẻ động viên các gia đình cán bộ chiến sĩ, phát huy truyền thống gia đình hạnh phúc, gia đình tiêu biểu, động viên khích lệ các cháu học sinh là con em lực lượng công an tiếp tục phấn đấu học tập rèn luyện để tiếp tục đạt thành tích tốt phấn đấu trở thành những công dân có ích